Một lần nữa, công ty đã đứng trước bờ phá sản. Tôi thật sự tuyệt vọng. Năm 2009, tôi có góp vốn vào công ty cổ phần Bột Tan Miền Bắc, đơn vị chuyên sản xuất bột tan. Công ty làm ăn rất phát đạt. Năm 2012, công ty xin mỏ mới, huy động vốn, tái định cư dân, xây dựng hạ tầng cơ bản mỏ, đầu tư đồng bộ và lao luôn vào khai thác. Thuận lợi quá hóa chủ quan, tất cả các mỏ mở ra, trữ lượng, hàm lượng đều không đạt yêu cầu, kế hoạch bị phá sản. Bao nhiêu vốn liếng lợi nhuận đổ ra sông ra biển, nợ lại đè lên đầu, không khí ảm đạm bao trùm, cổ đông lại tìm cách tháo vốn lần nữa. Ông đầu tư lần nào cũng thất bại rồi, thế bây giờ mà thất bại nữa thì ai sẽ đề tiền chúng tôi? Tôi không thể tin được, niềm tin cũng đổ vỡ. Tôi rơi vào vòng xoáy và quá tuyệt vọng.